Cô xin chào tất cả các em học sinh. Vậy là cô trò mình tiếp tục lại gặp nhau trong tiết học toán ngày hôm nay. Các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập như bút, thước, vở bài tập toán hoặc vở ghi chép trước khi ngồi vào bàn học. Nếu bạn nào chưa chuẩn bị, các em có thể tạm dừng video và đứng lên đi lấy đồ dùng, rồi hãy tiếp tục ngồi vào bàn học nhé. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi ôn tập về giải toán. Giải toán là cơ hội giúp các em vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Bài học hôm nay, cô sẽ giúp các em hình thành, ôn tập, củng cố kiến thức cũng như là kỹ năng giải toán. Nội dung chính của bài ngày hôm nay gồm hai nội dung. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập bài toán nhiều hơn, ít hơn. Phần thứ hai, chúng ta sẽ giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị. Nhưng trước khi đi vào giải các bài toán, thì chúng ta cùng ôn tập các bước giải của bài toán có lời văn nhé. Các bước giải bài toán có lời văn. Bước đầu tiên là bước đọc kỹ bài toán. Thì bước này có vai trò vô cùng quan trọng. Nó giống như là chiếc chìa khóa vàng mở ra kho tàng của tri thức. Nếu như các em làm tốt bước này, thì các bước sau mới đi đúng hướng, tìm được các lời giải chính xác. Đọc kỹ bài toán ở đây là chúng ta không chỉ đọc, mà các em cần phải tìm hiểu nội dung và yêu cầu của bài toán. Bài toán cho biết gì và hỏi gì? Khi chúng ta đọc kỹ bài toán, thì chúng ta cần tóm tắt bài toán. Có rất là nhiều cách tóm tắt. Chúng ta có thể dùng lời văn, hoặc dùng sơ đồ đoạn thẳng, hoặc chúng ta có thể dùng hình vẽ tượng trưng. Tùy theo bài toán mà chúng ta có cách tóm tắt phù hợp. Tiếp theo là phân tích bài toán để tìm cách giải. Đây là bước quan trọng quyết định là lời giải và phép tính trong bài toán có chính xác hay không. Ở bước này thì các em tìm được dạng toán và phương pháp giải bài toán. Sau khi hoàn thành xong bước 3 thì chúng ta sẽ giải bài toán. Chúng ta sẽ viết lời giải bài toán, viết phép tính và đáp số. Tùy từng bài toán, có bài toán chỉ có một phép tính nhưng cũng có bài toán có hai phép tính trở lên. Chúng ta phải căn cứ vào bước trước để bước này chúng ta sẽ trình bày hợp lý nhất. Đến đây thì xem như là việc giải toán đã xong. Tuy nhiên thì các em nên đặt câu hỏi cho mình là bài toán trên còn cách giải nào nữa hay không? Hay bài toán trên có phương pháp giải chung là gì? Chúng ta gặp những dạng toán tương tự hoặc là những bài được mở rộng nâng cao hơn thì sẽ có phương pháp giải như thế nào? Và bước này được gọi là khai thác bài toán. Như vậy thì quy trình gồm có 5 bước: đọc kỹ bài toán, tóm tắt bài toán, phân tích bài toán để tìm cách giải, giải bài toán và cuối cùng là khai thác bài toán. Khai thác bài toán này còn được gọi là bước mở rộng. Trong các bước ở trên thì bước tóm tắt bài toán và giải bài toán chúng ta sẽ trình bày vào trong vở. Còn các bước còn lại thì các em có thể làm ra nháp. Đối với những em khá giỏi thì các em nên thực hiện bước khai thác bài toán để nâng cao hơn kiến thức cũng như là củng cố bài học. Còn bây giờ hãy vận dụng phương pháp kỹ năng giải toán và các bước này vào làm bài tập nhé. Bây giờ chúng mình cùng đến với bài 1 nhé. Cô và các em cùng đọc. Một cửa hàng buổi sáng bán được 525 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 135 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Các em hãy đọc kỹ lại bài toán một lần nữa nhé. Sau khi đọc xong bài toán, em hãy cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy phải không nào? Bài toán cho chúng ta biết buổi sáng bán được 525 kg gạo. Buổi chiều chưa biết
Tuy nhiên, đề bài cho mình biết rằng buổi chiều ít hơn buổi sáng 135 kg gạo. Vậy bài toán hỏi gì đây? Bài toán hỏi, buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Như vậy, sau khi đã đọc kỹ bài toán rồi, bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần tóm tắt bài toán vào trong vở nhé. Để biểu thị số kg gạo buổi sáng bán, thì cô vẽ một đoạn thẳng và cô ghi trên đó là 525 kg gạo. Buổi chiều ít hơn buổi sáng, thì theo các em thì mình sẽ vẽ đoạn thẳng ngắn hơn hay là dài hơn đây? À, đúng rồi, mình sẽ vẽ một đoạn thẳng ngắn hơn đoạn thẳng của buổi sáng. Và phần ít hơn chính là 135 kg gạo. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số kg gạo buổi chiều cửa hàng đó bán được, cho nên các em sẽ ghi phía dưới đoạn thẳng của buổi chiều là chấm hỏi kg gạo. Dựa vào tóm tắt trên thì các em hãy suy nghĩ cho cô biết đây là bài toán thuộc dạng gì mà chúng ta đã học rồi. Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? À, chúng ta dễ dàng nhận ra đây chính là bài toán ít hơn mà chúng ta đã học. Với bài toán ít hơn thì đề bài cho ta biết như thế nào đây? À, đề bài cho mình biết số lớn nè. Ngoài ra còn cho mình biết phần ít hơn của số bé so với số lớn và yêu cầu mình tìm số bé. Như vậy, muốn tìm số bé thì ta phải làm gì? Ta lấy số lớn trừ cho phần ít hơn. Đây là bài toán ít hơn mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 2. Cô nhắc lại để cho các em khắc sâu kiến thức hơn nữa nhé. Chúng ta trở lại bài toán. Vậy số lớn trong bài này chính là số kg gạo buổi sáng. Còn số kg gạo buổi chiều chính là số bé. Vậy muốn tìm được số kg gạo buổi chiều bán thì chúng ta sẽ lấy gì đây? À, ta sẽ lấy số kg gạo buổi sáng bán được trừ cho số kg gạo buổi chiều ít hơn so với buổi sáng. Như vậy chúng ta vừa phân tích được bài toán rồi. Bây giờ cô và các em cùng nhau giải bài toán này nhé. Khi giải bài toán, các em có thể tạm dừng video và thực hiện. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em giải bài 1. Bây giờ chúng mình chuyển sang bài 2 nhé. Cô và các em cùng đọc. Đội 1 trồng được 345 cây. Đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 83 cây. Hỏi: A. Đội 2 trồng được bao nhiêu cây? B. Hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây? Vậy sau khi đọc bài toán, các em hãy cho cô biết bài toán cho mình biết gì đây? À, bài toán cho mình biết đội 1 trồng được 345 cây. Đội 2 cũng chưa biết, nhưng đề bài cho biết đội 2 trồng nhiều hơn đội 1 83 cây. Thế đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi đội 2 trồng được bao nhiêu cây? Câu B, hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây? Theo em thì bài toán này có gì khác so với bài 1? Đúng rồi, với bài này thì có đến hai câu hỏi. Vì vậy chúng ta sẽ có hai lời giải, hai phép tính, đúng không nào? Bây giờ cô và các em cùng nhau tóm tắt lại nhé. Cũng như ở bài 1, chúng ta cũng sẽ sử dụng đoạn thẳng để biểu thị số cây của đội 1. Và cô ghi trên đoạn thẳng đó là 345 cây.
đội 2 nhiều hơn đội 1, cho nên chúng ta sẽ biểu thị bằng một đoạn thẳng dài hơn. Và phần này được gọi là phần nhiều hơn, là chính là 83 cây. Và đề bài hỏi đội 2 trồng được bao nhiêu cây, cho nên chúng ta sẽ ghi phía dưới đoạn thẳng đội 2 là chấm hỏi cây. Câu B thì đề hỏi hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây, cho nên chúng ta sẽ dùng một cái dấu mốc lại giữa đội 1 và đội 2 và sau đó viết chấm hỏi cây. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em tóm tắt bài toán. Vậy ở câu A thì đề bài yêu cầu chúng ta tìm số cây của đội 2 trồng được đúng không nào? Cho nên các em làm cách nào để có thể tìm được số cây của đội 2 đây? Các em hãy xác định dạng toán. Cô tin chắc rằng các em dễ dàng nhận ra đây là dạng toán nhiều hơn mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 2 rồi đúng không nào? Bài toán nhiều hơn thì sẽ tương tự như bài toán ít hơn. Với bài toán nhiều hơn thì ngược lại đề bài cho ta biết số bé trước. Và cho mình biết gì? Đó là biết phần nhiều hơn của số lớn so với số bé. Và bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm số lớn. Như vậy, muốn tìm số lớn ta phải làm gì đây? Các em hãy nhớ lại đi nào. Để tìm số lớn thì chúng ta sẽ lấy số bé cộng cho phần nhiều hơn. Vậy, muốn tìm được số cây đội 2 trồng thì chúng ta sẽ lấy số cây đội 1 trồng cộng cho số cây của đội 2 nhiều hơn so với đội 1 đúng không nào? Như vậy chúng ta dễ dàng tính thực hiện được giải toán ở câu A. Thế muốn tìm được số cây của cả hai đội thì sao? Các em hãy suy nghĩ và có thể viết ra ngoài nháp cũng được. Muốn biết được số cây của hai đội thì chúng ta phải biết được số cây của đội 1 trồng và đội 2 trồng. Số cây đội 1 thì đề bài đã cho mình biết rồi, đó là 345 cây, và số cây đội 2 chúng ta vừa tìm được ở câu A. Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng tìm được số cây của cả hai đội. Trước khi giải bài toán, các em cần lưu ý cách trình bày của bài toán này. Chúng ta sẽ giải câu A nhưng không ghi đáp số. Sau đó chúng ta tiếp tục giải câu B và đáp số cho cả hai câu. Câu A và đáp số câu B. Các em đã hiểu chưa nào? Nào các em hãy tạm dừng video và giải bài toán nhé. Như vậy, các em vừa giải xong bài 2, chúng mình cùng chuyển sang bài 3. Các em hãy đọc bài 3 với cô nào. Khối lớp 3 có 85 bạn nam và 92 bạn nữ. Hỏi: A. Khối lớp 3 có tất cả bao nhiêu bạn? B. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu bạn? Bài toán cho ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết có 85 bạn nam và 92 bạn nữ. Thế bài toán hỏi gì các em? Bài toán hỏi khối lớp 3 có tất cả bao nhiêu bạn? Và số bạn nữ thì nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu bạn? Bây giờ, các em hãy dựa vào bài toán và tự tóm tắt ra vở nhé. Các em hãy tạm dừng video và thực hiện. Các em đã tóm tắt xong chưa nào? Bây giờ, cô sẽ tóm tắt
và các em nhìn lại tóm tắt của mình. Nếu chỗ nào chưa đúng, các em sửa lại nhé. Tương tự, đề bài cho biết nam là 85 bạn, nên chúng ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị 85 bạn. Nữ 92 bạn, vậy đoạn thẳng sẽ dài hơn. Và chúng ta sẽ ghi phía dưới là 92 bạn. Ở câu A, đề bài yêu cầu chúng ta tìm số bạn của khối lớp 3, nên chúng ta sẽ làm một dấu mốc lại cả bạn nam và bạn nữ. Và chúng ta ghi chấm hỏi bạn. Còn câu B thì sao? Câu B yêu cầu chúng ta tìm số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam. Đây chính là phần số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam, phải không các em? Và các em ghi chấm hỏi vào đây. Như vậy, các em dễ dàng tìm được số bạn khối lớp 3 có phải không nào? Các em có thể dễ dàng giải được câu A. Cô sẽ hướng dẫn các em giải ở câu B. Vậy làm thế nào để tìm được số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam? Để làm được điều này, thì các em phải xác định được số lớn và số bé. Trong bài này, số lớn chính là số bạn nữ 92 bạn. Số bé chính là số bạn nam 85 bạn. Vậy chúng ta sẽ làm gì để tìm được số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy số bạn nữ trừ cho số bạn nam. Từ đó chúng ta sẽ biết được số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu. Và đây chính là bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị. Vậy, muốn biết số lớn nhiều hơn số bé bao nhiêu, hay biết số bé ít hơn số lớn bao nhiêu, ta lấy số lớn trừ số bé. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em giải bài toán. Bây giờ các em hãy tạm dừng video và thực hiện vào trong vở nhé. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Khi làm bài xong, các em hãy nói bố mẹ kiểm tra kết quả hoặc các em chụp hình Zalo cho cô chủ nhiệm kiểm tra nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp các em vào tiết học sau.